các bạn trong channel. Hôm nay mình sẽ chơi tựa đề 10 game. Sau đây game đầu tiên mình sẽ chơi số Randy nó The Scoot. Đây đang trong cái trường học này. Các bạn có thể xem gì không? Không gì. Hình cái khóa vào đây. Máu không? Đây cái nút này. Ta phải tìm được cái nút như thế này. Sang căn phòng tiếp theo. Vào căn phòng này xem có gì không. À, khóa rồi. Đi tiếp thôi. Đây, vào cái phòng này. Không có gì hết. Không có gì nhỉ? Ui, một cái mạng kia. Đây, một cái lút nữa đây. Ôi, 2-8 rồi. Đặt vào anh, không có gì không? Cũng chẳng có gì. À, một bịch máu ai. Rồi đi vào căn phòng này. Có gì không? Chẳng có gì cả. Đây mà cái hồn này xem. À, một chiếc chìa khóa này. Đây, ta sẽ tầng hầm. Thôi gì không? Để coi tiếp. Chưa lút để lắp vào cái này. Phết nhỏ. Đây, mở cái tủ này ra xem. Đây, còn cái khóa nữa này. Đi. Ê 4 rồi. Tầm bù nữa. Còn đâu. Đêm. Đây, đi vào cái nhà này xem. À, bực máu ơi, đẹp tạm đi. À, một lại một chiếc chìa khóa nữa này. Rồi đi tiếp thôi. À đây có con gấu rồi. Đây nhặt con gấu này. Ui một con ma. Chút lút nữa. Chẳng có gì. Tao ăn cái phòng kia xem. Đây vào căn phòng này.
Có mát chưa? Tôi giả lắm chứ. Đây là tặng bịch mó đi. Rồi. Đây đi sang mấy căn phòng đối diện này. Để vào căn phòng này xem có gì không. Một bịch máu à? Không gì nhỉ? Ui, bạc ma là mai. 5 trên 8 rồi, 3 cái nữa thôi. À, lại chi chìa khóa nữa đây. Đây, đi vào căn phòng này. À, lại chưa nữa. 6 trên 8 rồi, 2 cái nữa thôi. Đây, vào đây. Không có cái nào nhỉ. À, cái nữa đây. 7 trên 8 rồi. Ôi, gặp lại cái căn phòng đầu tiên lúc nãy ôi. Đây, vào cái thôi. Chắc chắn là có một cái đây. Có không? À kìa ôi, mày quá. Đây một cái nữa. Ok, chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm. Lắp vào đây. Rồi, đi lên trên tầng. Hoặc cái cửa này ra. Ok, mở cái này ra. Nắp vào. Ui, một con ma này. Trời ơi. Lại còn nữa. Ôi. Cũng thoát ra được khỏi cái trường học này thôi. Ok, sau đây game tiếp theo mình sẽ chơi. Sau đó anh đi nào. Bên đây. The Wolf. Đây đâu đây? Thank you.
đi tìm chỗ taxi nhỉ? Đấy. À, cả sạc này. Ui, tí thì bị con kia bắt này. Một can. Sao cái can sạc này đúng không? Dạ, mới có một cái. Wow. Đây một cái gì đây? 2-6 rồi này. Ba tới sáu. Sửa trước mặt đi. Ôi, sao xin dỗ nhỏ. Ui, nó cứ sự liên tục cái này. Ui, đây cứ xuất ở trước mặt này. Cái gì đấy? Wow, cho bật con ma kia. Ui. Cái sẽ game tiếp theo mình sẽ chơi Strand đi đó. Nói cười ra à, phải đi ở đây nếu còn đấy đâu. Tháo ra. Rồi, mở cửa ra. À đây, cái gì đây? Cái bản đồ này. Cứ đi lên này, đi tầng này xem có gì không. Rồi. Ui. Có mát chưa? Đêm cần phòng to luôn. Ui. Ui, ôm ai đuổi đây. Trời ơi, trời ơi. Để chạy lên tầng này. Ui, ông ta vẫn đuổi kìa.
Ui vẫn đuổi luôn. Wow. Ui cả con nhạn nữa. Ui. Chạy cùi gì đây giờ? Cắt đuôi được hồi héo ấy. Ai à, vẫn ở kia kìa. Quay lại đuổi mình kìa. Ô từ chạy vào cái xem bao nhiêu vòng. Ai đi cọc rồi, ăn con đấy. Cọc rồi. À đâm chìa khóa này. Đi xuống rồi. Ui. Ui sốc. Tên này đuổi mình dài thế. Oh, wow. Ôi. Kẻ sơ ghi thầm chết trội. Stranding of the crack. Ở đây. Ê bà, ra đi. Mở cửa này. Phải chạm một chìa khóa luôn á. Cái sách luôn này. Mình phải đi tìm tóc cái sách thôi. Anh kể này ra xem có gì không. Tiếp theo anh chờ ra xem. Wow, chẳng có gì nhỏ. Bây giờ đây. Không có gì nhỏ. Chắc có gì cả. Tiếp thôi. Trong này chắc cũng chẳng có gì. Đây cũng chẳng có gì cả. Đi tiếp thôi. Phi mất cái chìa khóa rồi. Gì giống. Chẳng có gì. Muốn chung cùng anh. Phải nhá. Cuốn sách ấy rồi. Hai quyển rồi, đi tiếp thôi. Chẳng có gì quên lại. Đó, chúng ta quay lại. Đây, đi vào căn phòng này. Úi dồi. Một chiếc khoát nha. Úi dồi, mà. Úi dồi. Mà đồ ra lắm chứ. Chẳng có gì hết. Chẳng có gì cả. Mà cũng vậy. Ui. Cái gió. Wow. Hay rồi. Phải xanh rồi 4/8 rồi. Con này có gì có đại thôi. 4/9 quẹn rồi, còn mỗi quẹn đấy thôi. Đấy quẹn lại cái thôi. Wow đẹp quá. Đây ta phải cái này xong cái gì không.
Đây, trong cây hồi nhá. Ủa, nó bị khóa vô. Đi vật nghe hồi này xem. Đây cũng bị khóa nhất này. Đây, ta vào cái hồi này xem có gì không. Ủa, sao toàn khóa này. Ủa, đây chưa khóa này. Ui. Ủa, không gì. Đây của xe này. Ngâm xe 8 rồi. À, một chiếc khóa nữa. Ôi, sọc trên 8 rồi. Đây, mặc cái phần này xem. Có gì không? Cho mặt chọc cái gì nhỉ? À đây, một cái xanh ơi. Ui. Kệ sợ khiến tâm gì chơi. Trying the first. Okay, but like. Đây là chiếc bản đồ này. Đi tìm chỗ khúc tròn nhá. Cái này bị khóa rồi. Đi tìm ngôi nhà này đầu tiên đi. Ui, tìm gì chỗ đấy. À đây thì bà cần nhà xem có gì không. Mở nó ra. Ui. Mở nó ra đây. Ôi giời. Em bơ anh luôn. Đây một chìa khóa này. Phải tìm một chiếc chìa khóa để mở cái hòm này. Ui.
Đây vào cái nhà này xong. Không có gì nhỏ. Trên này có được cái hộp thôi. Ui. À, một chiếc chìa khóa nữa đây. Rồi đi tiếp thôi. Wow, một giá đồ tây. Bị xăng này. À, đây có cái gì anh? Quay lại cái tụ lại lúc nãy đâu. Mở ra. Đấy, một chiếc chìa khóa nữa. Bốn chiếc rồi. Em có nghe gì bảo cô gì không? Rồi, đừng chìa khóa nữa này. Ui. Cái sợi tên mình sẽ chơi. Sợi tên là The Crash Chu. Đó đây. Đây, mình sẽ nhận thêm bản đồ này. Đi tìm tạp cuốn sách nhá. Đây không có nào. Ô, bị phá rồi. Đây. Cuốn sách này. Ui. Cái nhà này đâu ra đây. Wow. Mày không? Để mình đi đồ này đi. Ui. Chắc có một mùa này đâu ra đây. Con má này nữa đây. À đây một cuốn sách này. Wow. Trời ơi.
chìa khóa này. Ui, bọn ta vẫn đây à? Nếu bọn ta ra đây. Rồi. Hai, phá cửa ra luôn kìa. Ma kia nó bắt luôn. Kênh thì sẽ phải về kết thúc cầu vật tại sao kênh cho mình. Chào tất cả mọi người.